Kính thưa quý vị, hát sầm là sản phẩm của người lao động nên tính chất âm nhạc, lời ca hết sức mộc mạc chân thành, song nó cũng chứa được những nội dung tư tưởng sâu sắc mà trên hết là tình mẫu tử thiêng liêng. Qua giọng hát giàu cảm xúc của nghệ nhân Tạ Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với điệu sầm tập tân qua bài Mẹ dạy con, lời mới của soạn giả Đặng Hoài Loan. Bài hát chính là lời dạy dỗ trang chứa tình yêu thương của các đấng sinh thành đối với những người con đứt ruột mang nặng đẻ đau, là bài học làm người đầu tiên, là cách đối nhân xử thế ở đời. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Một lòng